rồi xin chào các bạn à, lại là phúc học thức đây và ngày hôm nay thì à, tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi à, bởi vì trong thời gian vừa qua có rất nhiều người à, học viên rất nhiều bạn học viên cũng như là à, những cái đơn vị mà công ty mà thức làm marketing cho thì à, có đều có chung một cái câu hỏi đại loại như thế này à, đó, đó chính là làm thế nào hoặc là làm cách nào để cái website của họ khi mà họ làm xong một cái website hoặc là họ đang có một cái website thì làm cách nào để họ có được khách hàng từ đấy và thức nghĩ rằng là ở ngoài khi mà các anh chị đang xem cái video này thì cũng có rất nhiều người đã đang có một cái câu hỏi như vậy và gần như là À, khi mà chúng ta có website hoặc là chúng ta khi mà chúng ta đang có ý định làm website thì gần như là chúng ta đều có một cái câu hỏi đó đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay thì à, Thức sẽ cho các bạn nhìn thấy rằng là à, làm thế nào để chúng ta à, xây dựng được một cái website hoặc là chúng ta đang có website vậy thì làm cách nào để chúng ta có được khách hàng từ cái website đó? À, bởi vì là thực ra là Thức cũng à, à, đã hướng dẫn và làm cho rất nhiều những à, công ty À, có được rất nhiều khách hàng từ cái website của họ. Đấy và sau đây thì à, đây chính là cái cách để à, à, chúng ta cần làm để chúng ta có một cái website à, có nhiều khách hàng từ đấy. Rồi ok. Thế thì cái đầu cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải tìm hiểu về cái hành vi đúng không ạ? Cái hành vi của khách hàng. Vậy thì khi mà khi mà các bạn có một cái sản phẩm hoặc hoặc là cái dịch vụ nào đó vậy thì khi mà họ mong muốn người ta có nhu cầu sử dụng sản phẩm của của các bạn ấy thì họ sẽ làm gì ạ? Có phải gần như là chúng ta có một cái thói quen là chúng ta sẽ lên Google đúng không ạ? À, lên Google, đúng không ạ? Vậy thì cái cái đầu tiên là chúng ta sẽ lên Google và chúng ta sẽ tìm kiếm đúng không ạ? Cái đầu tiên là chúng ta sẽ lên Google để chúng ta tìm kiếm. Vậy thì ví dụ như là bây giờ là Thức đang có nhu cầu là sửa chữa một cái điều hòa đúng không ạ? À, ví dụ như nhà Thức đang hỏng một cái điều hòa hoặc là cái công ty của Thức đang hỏng một điều hòa và Thức không biết làm thế nào để làm sao tìm được một cái người thợ để mà người ta có thể qua đây để người ta sửa cái điều hòa cho mình. Và chả có lẽ rằng là Thức lại đi ra ngoài đường, Thức đi lòng vòng đi tìm kiếm đúng không ạ? À, và gần như cái thói quen đấy bây giờ không còn nữa mà mà đa số là chúng ta sẽ lên Google đúng không ạ? lên Google vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ search Google và google.com này đúng không ạ? Đây bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hành vi đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào google.com và sau đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm, đấy, được tìm kiếm ví dụ như là sửa điều hòa tại Bắc Ninh đúng không ạ? đó sự điều hòa tại bắc ninh và như vậy thì nó sẽ có rất nhiều cái kết quả tìm kiếm uh, lên trên cái ô tìm kiếm của chúng ta uh, trong vòng có 0,66 giây thì nó đã liệt kê ra khoảng 43 uh, triệu kết quả rất là lớn đúng không ạ và như vậy chúng ta có đồng ý là uh, chỉ có những cái website uh, lên uh, xuất hiện ở trên cái, những cái top đầu này thì cái cơ hội bán hàng nó sẽ có đúng không ạ À, ví dụ như cái kết quả này thì Nó đến từ quảng cáo này Các bạn có nhìn thấy là Nó có một cái từ quảng cáo Ở phía bên, uh, bên góc Ở phía bên này Đấy ngay đầu tiên luôn Đây là quảng cáo Và những cái kết quả này thì Nó đến từ cái việc là Người ta phải bỏ tiền ra đây Để người ta có được cái xuất hiện ở trên đây Nhưng mà chúng ta sẽ kéo xuống một tí này Chúng ta sẽ kéo xuống tí Và ở đây này chúng ta sẽ có một cái website đầu tiên đây ngoài cái Google đấy nha ngoài cái cái bản đồ ở đây cũng là một cái SEO trên bản đồ nhé nhưng bản đồ nó nó không liên quan đến website thì buổi ngày hôm nay thì thức sẽ không không hướng dẫn nhiều đấy hôm nào thì thức cũng sẽ làm một cái video nói về cái việc là cách làm sao để chúng ta có thể lên được top cái kết quả trên bản đồ như thế này nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào website đúng không ạ vậy thì cái đầu tiên đó chính là một cái website đầu tiên này nó sẽ xuất hiện đúng không ạ đấy cái website này nó xuất hiện thì đồng nghĩa với việc rằng là à, tỷ lệ người dùng người ta sẽ click vào đây đúng không ạ click vào đây và người ta sẽ vào một cái website là toplithanoi com đó hoặc là cơ điện lạnh bắc ninh.com đấy thì người ta sẽ vào đây để người ta tìm kiếm cái thông tin ví dụ như là khi mà vào đây này cơ điện lạnh.com đây này à, thì mình sẽ thấy là à, có số điện thoại ở đây và mình bốc máy lên và mình gọi điện. Và như vậy thì có phải rằng là, là đây chính là một cái cách rất là đơn giản để chúng ta có được khách hàng đúng không ạ? Và như vậy thì đây chính là cái khách hàng à, mang đến một cái cái lượng khách hàng một cách thụ động, có nghĩa là là họ có nhu cầu à, một ai đó có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của họ à, của, của 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 các bạn đấy. Ví dụ như là họ đang có nhu cầu sản phẩm à, sử dụng sản phẩm dịch vụ của các bạn thì họ sẽ lên người ta họ sẽ tìm kiếm cái sản phẩm dịch vụ của các bạn trên Google và sau đó thì ra cái website của bạn. Vậy thì cái đầu tiên đó chính là các bạn cần phải à, cần phải đứng top đúng không ạ? Khi mà đầu tiên khi mà các bạn làm website vậy thì cái đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải à, đứng top đúng không ạ? Đứng top kết quả tìm kiếm ít nhất nó phải là trong trong cái cái khoảng là à, cái 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 top à, từ top 1 top 2 à, nói chung là từ trong cái trang một đây này, cái trang một của Google đó thì cái cơ hội bán hàng của chúng ta mới mới có được chứ còn thực ra là thức có gặp rất nhiều những cái bạn học viên mà họ trước đây họ đang làm cái website và sau đấy thì cái đề người ta làm cả 10 năm nay rồi nhưng mà chả có được một cái khách hàng nào từ từ cái website của họ và thức có kiểm tra thì cái khi mà gõ trên Google hoặc là khi mà vào cái website của họ thì chả có cái thông tin gì về về cái từ khóa ở đây được cái cái từ này thì được gọi là từ khóa nha các bạn nhé đấy nếu mà chuyên sâu hơn thì đây được gọi là từ khóa vậy thì cái đầu tiên nó chính là à, chúng ta cần phải à, có được cái từ khóa và sau đó thì à, chúng ta phải cần phải lên top vậy thì vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một cái website lên top đúng không ạ làm làm được một cái website lên top vậy cái thì cái đầu tiên Đấy, nó nó có một cái một số cái yếu tố để chúng ta uh, có thể là uh, một cái website lên top đó chính là một uh, thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái mã nguồn. Đấy, mã nguồn mã nguồn chuẩn SEO. Cái mã nguồn chuẩn SEO uh, cái 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 SEO ở đây có nghĩa là cái cái tối ưu cái, cái công cụ tìm kiếm ấy. Uh, hôm ra hôm nào thì chắc có lẽ thức lại phải uh, làm một cái video giải thích là SEO nó là cái gì nhưng mà các bạn cứ hiểu nôm na SEO là là cách để chúng ta à cái kỹ thuật để chúng ta làm cho cái website của mình lên kết quả đầu kết quả tìm kiếm như thế này vậy thì cái đầu tiên đó chính là cái mã nguồn của chúng ta nó phải chuẩn seo à, những cái đơn vị mà thiết kế website ở trên thị trường rất nhiều đúng không ạ à, nhưng mà thực tế rằng là mà, à, để mà một người có được kỹ thuật về seo và sau đó biết kỹ thuật về về thiết kế ra một cái mã nguồn à, chuẩn seo thì cũng không phải là là có nhiều trên thị trường đâu các anh chị và đa số hiện tại khi mà chúng ta làm website ở ngoài kia thì chúng ta đang làm một cái website à, theo dạng lắp ghép đấy và các bạn hình dung là cái mã nguồn là cái gì à cái mã nguồn là gì cái mã nguồn là những cái à, gọi gọi là những cái cái à, cấu trúc để tạo ra lên một cái website mà nó hình thành hình dạng như thế này đúng không ạ ví dụ như là ở chỗ này nó xuất hiện hình ảnh chỗ này xuất hiện cái thông tin hay là chúng ta sẽ vào trang chủ của của cái website này chẳng hạn vậy thì đây chính là cái những uh, uh, cái cấu trúc mà uh, cái cái uh, để nó tạo nên được một cái uh, cái 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 website nó hình thành hình dạng như thế này vậy thì uh, cái mã nguồn nó cũng giống như là một cái ngôi nhà của chúng ta vậy uh, nó đang nó thiết kế bằng xi uh, si măng, thiết kế bằng sắt thép hay là nhà cấp 3, nhà cấp 4 hay là nhà 5 tầng nhà 10 tầng vậy thì cái website của chúng ta nó cũng tương tự như một cái ngôi nhà. Cái website nào nó tốt, nó lớn thì à, cái website đấy à, nó được phải được cấu trúc nó lớn đúng không ạ? Và tương tương tự như vậy thì cái bản thân cái cấu trúc của cái website đó nó phải được chuẩn SEO. Chuẩn SEO ở đây là à, cái công cụ của Google nó phải à, À, nó phải được tối ưu có nghĩa rằng là cái website nó phải được tối ưu so với công cụ tìm kiếm của Google và sau đó thì Google nó sẽ đề xuất ra à, đúng không ạ nó sẽ đề xuất cái website của mình lên top đó và bản thân cái thằng Google thì nó sẽ dựa vào những cái cấu trúc của thằng website của mình để nó đánh giá đấy nó đánh giá tất nhiên là nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố để nó đánh giá nhưng mà đa số là nó sẽ dựa vào các cái yếu tố liên quan đến mã nguồn đó mã nguồn thì trong đó có link có tên miền có, có web có đường link có các thẻ hát rồi là các cái từ khóa chung là vân vân thì nó sẽ có công cụ để nó đánh giá đấy như vậy thì được cái đầu tiên là các bạn cần phải có một cái website một cái mã nguồn website chuẩn SEO đó và nếu như các bạn mà làm theo kiểu dạng như là làm bằng cái một số cái mã nguồn miễn phí bằng WordPress thì gần như là cái tỷ lệ nó chuẩn SEO nó rất và như vậy thì thức có một vài những bạn học viên của thức rằng là à, họ đã làm một cái website của họ rất là lâu lâu năm rồi thậm chí cả 10 năm nay nhưng mà gần như không có cái à, mà họ cũng viết bài rất là đều người ta viết bài rồi người ta làm rất là thường xuyên nhưng mà à, khi sau khi thức kiểm tra thì thức thấy rằng là À, cái mã nguồn của họ đang là không chuẩn và nó có rất nhiều những cái lỗi mà thằng google nó sẽ không vào được cái website của mình để nó lấy thông tin đó và như vậy thì thức chỉ cần thay thay đổi cho họ một cái mã nguồn uh, chuẩn sale uh, trong tầm khoảng một tháng thì họ cũng đã lên được top kết quả tìm kiếm của google đó và À, cái mã nguồn cực kỳ quan trọng các bạn nhé mã nguồn cực kỳ quan trọng Và nếu như các bạn nào mà chưa có website hoặc là các bạn đã có website rồi mà các bạn làm mãi nó không đến top thì hãy hãy kết nối hoặc là hãy liên lạc với thức để à, thức sẽ cung cấp cho các bạn một cái mã nguồn đảm bảo các bạn luôn là mã nguồn rất là chuẩn SEO rồi cái thứ hai à, cái thứ hai nữa là một cái điều rất là quan trọng đó chính là những cái từ khóa à, những cái từ khóa có nghĩa rằng là từ khóa nó phải chung với từ khóa người dùng Đấy, khóa người dùng tìm kiếm à, có nghĩa là, là nó phải chứa những cái thông tin đúng không ạ nó, nó phải chứa những cái thông tin mà à, người dùng đang tìm kiếm ví dụ như là bây giờ là khi mà chúng ta thiết kế vào một cái website giả sử như là chúng ta thiết kế về một cái website là sửa chữa điều hòa vậy thì giả sử như là À, à, chúng ta đang làm ở bắc ninh chẳng hạn nhưng mà ở trong cái website của chúng ta không có một cái từ khóa nào hoặc là không có một cái bài viết nào liên quan đến dịch vụ sửa chữa, chữa điều hòa tại bắc ninh vậy thì theo các bạn thì nó có lên được top không ạ? không bao giờ đâu các bạn bởi vì tại sao bởi vì nó không không chứa thông tin đó thì làm sao mà mà cái website của mình nó lên được top đâu không ạ? vậy thì cái điều điều rất là quan trọng thứ hai đó chính là nó phải chứa các từ khóa hay là chứa các cái thông tin trên cái website mình và nó nó trùng với những cái thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm ví dụ như là ở ở cái cái website là cơ điện lạnh bắc ninh.com này thì họ có một cái bài viết là dịch vụ sửa chữa, chữa điều hòa tại bắc ninh bởi vì khi mà chúng ta tìm kiếm là ở đây có phải là từ khóa là sửa điều hòa tại bắc ninh đúng không ạ đấy từ khóa đây là sửa sửa điều hòa tại bắc ninh vậy thì ở đây nó nó ra một cái web nó ra một cái bài viết ở đây của cái của cái website là cơ điện lạnh Bắc Ninh này thì nó ra một cái bài viết là dịch vụ sửa dịch vụ sửa chữa điều hòa tại Bắc Ninh. Đúng không ạ? Và như vậy thì nó phải có được một cái bài viết này ở trong cái cái, cái website của của họ thì thì họ mới lên được chỗ này đúng không ạ? À, chính xác không ạ? Nó phải có được những cái bài viết hoặc thậm chí họ phải làm rất nhiều các bài viết liên quan đến cái thằng này. Đến 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 cái từ là dịch vụ sửa chữa điều hòa tại Bắc Ninh này. Vậy thì cái cốt lõi thứ hai đó chính là trên website của mình phải có những bài viết, phải có những cái danh mục, phải có những cái hình ảnh, phải có những cái thông tin mà nó phải chứa được những cái từ khóa liên quan đến những cái từ mà chúng ta đang mong muốn là nó lên được top. Ví dụ như là uh, chúng ta muốn là sửa chữa điều hòa tại Bắc Giang chẳng hạn. Đó, tại Bắc Giang. Vậy thì chúng ta lại phải viết một cái bài viết là dịch vụ sửa chữa điều hòa tại Bắc Giang. Đúng không ạ? Đó. Và như vậy thì à uh, cái 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 website của mình nó khi mà người dùng người ta search trên Google thì nó mới ra được cái kết quả của chúng ta đó đó chính là cái cốt lõi thứ hai và cốt cốt lõi thứ ba đó chính là những cái bài viết đó à, bài viết Đấy, bài viết phải chuẩn SEO à, tiếp theo đó chính là cái cấu trúc của một cái bài viết đó nó phải đủ mạnh nó phải đủ chuẩn SEO để khi mà à, thằng google nó sẽ đánh giá được bởi vì là không phải là các bạn có đồng ý rằng là à, một mình cái từ khóa là dịch vụ sửa chữa điều hòa tại bắc ninh này sẽ có rất nhiều website làm đúng không ạ các bạn đồng ý không ạ sẽ có rất nhiều công ty làm sẽ có rất nhiều người làm và sẽ có rất nhiều website có bài viết này nhưng mà cái bài viết nào nó chuẩn SEO nhất thì cái hoặc là cái bài viết nào nó gọi nó đáp ứng đủ cái nhu cầu của thằng google thì nó sẽ đề xuất lên đúng không ạ? Và như vậy thì có phải là cái bài viết bản thân cái bài viết nó cũng phải chuẩn, nó cũng phải, nó cũng phải đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của thằng google. Vậy thì à, ví dụ giống như cái bài viết này chẳng hạn, đó, ví dụ giống như bài viết này. Vậy thì thức cũng có một cái một số những cái công thức hay là một cái cách viết mà gần như cứ viết là nó nó cứ viết đều như vậy thì nó sẽ lên top thì tức gọi là cái công thức viết bài chuẩn SEO đó và như vậy thì à, à, cái 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 website của mình nó mới lên được top đó và như vậy thì à, cái website của chúng ta nó phải ít nhất nó phải chứa được ba cái ba ba cái điều kiện như thế này tất nhiên rằng là để mà một cái website nó có được nhiều khách hàng thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái yêu cầu khác nhau nữa nhưng mà đây à, là những cái gọi là cái cơ bản nhất cái cơ bản nhất để chúng ta có được khách hàng còn nếu như website của chúng ta mà không đáp ứng được ba cái nhu cầu của ba cái nhu cầu chính này ba cái gọi là ba cái yêu cầu chính này thì gần như cái việc à, à, cái website của chúng ta lên được top và có được khách hàng từ cái website của mình nó sẽ rất là khó đúng không ạ và như vậy thì các bạn nên nhớ rằng là khi mà các bạn đang có một cái website hoặc là các bạn đang chuẩn bị là một cái website cho công ty hoặc là cho cái sản phẩm dịch vụ của các bạn ấy cái đầu tiên là các bạn hãy tìm cho mình một cái đơn vị thiết kế cái website đó nó phải chuẩn SEO thứ hai là hãy tìm cho mình một hoặc là các bạn sẽ phải học nhé chứ không phải là các bạn cứ làm website thì các bạn làm là nó ok đâu mà các bạn hoặc là các bạn phải đi tìm hiểu các bạn phải học học google cũng được hoặc à, học ở trên bất cứ một cái môi trường internet hoặc là các bạn có thể học từ những cái khoa học chuyên sâu của thức đó và các bạn sẽ phải hình dung được rằng là nếu mà cần làm một cái website chuẩn seo thì các bạn sẽ phải làm như thế nào cách phân bố từ khóa và như thế nào làm sao để cái website của mình nó lên đến top đó và đó chính là à, cái à, cốt lõi chính để các bạn à, thiết kế ra một cái à, các bạn có được một cái website mà mang lại cái khách hàng của cho các bạn còn lại nếu mà các bạn làm một cái website gọi là cho có thì tốt nhất các bạn không nên làm bởi vì nếu các bạn làm mà nó không có được kết quả cho nên là rất nhiều người rất nhiều anh chị khi mà hoặc là rất nhiều doanh nghiệp mà liên lạc với thức bảo là thiết kế website vậy thì thức nói luôn rằng là nếu cái website đấy làm có khách hàng thì thì, thì, thì hãy nên nên làm còn không thì À, tốt nhất không nên làm bởi vì là làm nó tốn chi phí và nó, nó không mang lại kết quả thì cũng có để làm gì đâu mà đa số đến 90% à, những cái người mà đang sở hữu cái website thì gần như là không gần như là thiết kế website đấy à, ra để cho có thôi. Đấy cho có hoặc là chỉ để làm cảnh thôi. Đó. thì thức được gọi là những cái website chết đấy. Những cái website chết và như vậy thì À, cái việc chúng ta làm website nó sẽ mất rất nhiều cái thời gian Rồi cái nguồn lực hoặc tiền bạc cho các bạn Đó à, cho nên là khi các bạn làm website Thì đây chính là cái cách để các bạn có được cái khách hàng Và rất nhiều khách hàng từ đây à, Thức cũng có rất nhiều học viên Rất nhiều những công ty thức hỗ trợ cũng đã lên được top Và có rất nhiều khách hàng từ cái việc là họ lên được top như thế này Và khi mà có khách hàng tìm kiếm À, thì có rất nhiều à, khách hàng người ta đã liên lạc thông qua những cái website như thế này đó và như vậy thì à, chúc các bạn à, sắp tới các bạn đang có ý định làm website hoặc là à, các bạn đang có website à, thì các bạn à, có thể là lưu ý một vài những cái lưu ý như thế này hoặc các bạn không làm được thì các bạn có thể à, liên lạc với công ty marketing bwac của bến thức thì à, cũng sẽ tư vấn hoặc là hỗ trợ các bạn à, thay đổi được những cái này rồi, ok và uh, chúc các bạn cũng sẽ có được một cái website mang lại được nhiều khách hàng và có một cái website sống nhé. Đây là chúng ta gọi là có một cái website sống uh, phục vụ cho cái công việc uh, kinh doanh cũng như là phục vụ cho công ty của các bạn. Rồi, uh, xin uh, chúc các bạn thành công và vũ công thức. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.